chân. Này giờ, giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alleluia. Ngài vác trên mình vì yêu chúng sinh, tội đầy xiềng xích Ngài đã dẹp tan, ban phúc ân dư tràn. Chúa nay khải hoàn, nào cùng mừng hát Alleluia. Mừng Chúa chiến thắng tư thần, mùa hồng ân Chúa tràn nhân trần. Này giờ, giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia. Trần hoàn ơi, vang lời ngợi ca. Cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang, ơn cứu độ tỏa lan. Trong cuộc sống tâm tôi dâng đầy làm con ngủ say, Ngài là vầng sáng rạng soi chân gian cho những ai cơ hàn. Thánh ân tuôn tràn, Ngài đã tặng ban trải rộng miên man. Là đêm thánh của người Kitô hữu, hay như cách diễn tả của thánh giáo phụ Augustino, đêm nay là mẹ của hết mọi buổi canh thức phụng vụ. Đêm nay chính là đêm tưởng niệm chính thức và hiện thực, đầy đủ và toàn diện nhất mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, biến cố trung tâm chóp đỉnh của lịch sử cứu rỗi. Phụng vụ đêm nay gợi nhớ lại đêm vượt qua thuở dân Israel canh thức với thịt chiên, để chờ sáng xuất hành trong niềm vui hồ hởi khi được Thiên Chúa giải thoát họ khỏi vòng nô lệ Ai Cập. Tuy nhiên, điểm quy chiếu cuối cùng của ý nghĩa phụng vụ đêm nay vẫn là Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên. Để diễn tả những chiều kích trọng đại và thâm sâu đó, cử hành phụng vụ đêm nay diễn ra cách long trọng khác thường, toàn diện và gần như phù hợp hoàn toàn với tiến trình cứu độ của lịch sử cứu rỗi. Khởi đầu đêm canh thức hôm nay, đó là nghi thức chào mừng ánh sáng phục sinh. Trong nghi thức này, chúng ta lần lượt tham dự việc làm phép lửa mới, thắp nến phục sinh, rước nến phục sinh và long trọng công bố tin mừng phục sinh. Giờ đây, xin kính mời toàn thể cộng đoàn đứng lên và hướng về tiền sảnh nhà thờ để bắt đầu nghi thức chào mừng ánh sáng phục sinh. Kính mời tắt đèn. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Sau đây là lời nguyện làm phép lửa. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến giải ánh vinh quang rực rỡ
của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Làm phép lửa xong, chủ tế vẽ thánh giá và số 5 hiện hữu trên cây nến phục sinh, đồng thời vừa vẽ và vừa đọc. Đức Kitô, Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô, đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Sau khi vẽ thánh giá và ghi số 5 đang hiện hữu, chủ tế gắn 5 hạt hương theo hình thánh giá trên nến phục sinh, vừa gắn vừa đọc. Vì 5 vết thương, chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Sau khi gắn 5 hạt hương xong, cha chủ sự lấy lửa mới thắp nến phục sinh. Xin Đức Kitô, đấng phục sinh vinh hiển, chiếu rải ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Hình ảnh cây nến lớn nhất của đêm nay được gọi là nến phục sinh, là biểu tượng phong phú gợi nhớ nhiều biến cố trong lịch sử cứu rỗi, là áng mây sáng, cột lửa sáng đưa dân Israel về đất hứa, là biểu tượng rõ nét chính Chúa Kitô phục sinh, nguồn ánh sáng cứu độ. Giờ đây, cha chủ tế cầm nến phục sinh đứng tại chỗ nâng cao và hát. Ánh sáng Chúa Kitô, ta đến giữa lòng nhà thờ, chủ sự quay về phía cộng đoàn, giơ cao cây nến phục sinh và hát lần thứ hai. Ánh sáng Chúa Kitô, mời đốt nến. Xin quý cộng đoàn chúng ta nhận nến và chuyển tay nhau để đốt nến trên tay. Thank you.
Khi chủ tế đến trước bàn thờ, cầm cây nến quay xuống cộng đoàn và hát lần thứ ba. Ánh sáng Chúa Kitô. Chủ tế sẽ đưa cây nến phục sinh lại đài cắm và xông hương. Mừng Chúa đã phục sinh, kính mời cộng đoàn vẫn cầm nến sáng trên tay để lắng nghe lời ca mừng Chúa khải hoàn. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, cùng vui. Hỡi những thừa tác biên này, tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàng. Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới anh huy hoàng dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói người, tất cả vũ trụ đều hân hoan được ơn thoát ly xa miền tối u sâu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thiên yêu đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người, khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây nến huy hoàng. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy ta Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật chính đáng việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, con một người Chúa chúng con. Ngài thế chúng con cha nở Adam,
với Chúa Cha muôn thuở và đồ màu quý giá để tẩy sạch án tố tông xương. Chính đây là lễ vượt qua mà chiên thần chịu san tê nơi cửa nhà dân Chúa đã đường ghi dấu màu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua biển đó vẫn khô chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian, đường cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiến, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phung cứu thế nếu không chào ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cơn thiên thay tội Adam, tôi đã đường tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tội hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao sang. Ôi đêm thần hạnh phúc, chỉ ngươi biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi, là đêm rừng rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến sương vui. Vì thế sự thanh thiền của đêm nay xua đuổi hết tội khiến, tẩy sạch vết nhơ, người có tội đường sạch trong, kẻ ưu phiền sương vui hân hoan, phá tan hận thù oán ghen và sớm đem hòa thuận đồng tâm, quân phùng quyền bình thế gian. Kính lạy Cha Chi Thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nên làm bơi sáp ông tinh tuyền đây, do tay thừa tác viên giáo hội cùng kính dâng lên.
giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chất sắp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nên này dâng Chúa đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn đường Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gầm gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chỉ là con Chúa Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thống trị hằng sông, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Kính mời cộng đoàn tắt nến. Phần thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Phụng vụ lời Chúa hôm nay được trình bày với một diễn tiến đặc biệt khác hẳn với mọi cử hành phụng vụ lời Chúa trong năm. Chính nơi đây và giờ phút này, chúng ta sẽ được lắng nghe toàn bộ tiến trình của lịch sử cứu rỗi. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao. Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Kính mời cộng đoàn ngồi. Khởi đầu công trình cứu độ cũng chính là khởi đầu công cuộc tạo dựng. Từ cuộc tạo dựng đầu tiên này đã dẫn đến cuộc tạo dựng mới của linh hồn mỗi người chúng ta trong Đức Kitô. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Sáng Thế: lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: phải có cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên, liền có như vậy.
Thiên Chúa gọi vòm đó là trời, qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trông có hạt giống liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo dược, cỏ mang hạt giống tùy theo loài, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh hoạt vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loài, và mọi giống chim bay tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loài, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loài, gia súc tùy theo loài, và loài bò sát dưới đất tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cả biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới biển. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực, liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Amen.
Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Hơi thở của Chúa tạo nên hàng bao tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ. Người đem sóng biển nhột vào kho, tay Chúa an bài rừng xanh núi sông ngàn nơi. Địa cầu thế giới cùng nhau hãy tôn sợ người. Muôn người muôn thu hãy kinh sợ oai Thiên Chúa. Với một lời Chúa vừa truyền phán, trần gian vũ hoàng xuất hiện nên. Sông suối núi đồi ngợi ca Chúa muôn ngàn nơi. Địa cầu đầy ơn sủng Chúa. Địa cầu đầy ơn sủng Chúa. Một lời Chúa phán thằng ngày chính trung tuyệt vời. Công việc của Chúa đều đang kể tin yêu kính. Chúa luôn yêu thích điều công chính và luôn mến mộ lối thằng ngày trên khắp địa cầu. Tình thương Chúa luôn đầy tuông. Địa cầu đầy ơn sủng Chúa. Địa cầu đầy ơn sủng Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy là kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hết, còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Trình thuật tiếp theo đây là câu chuyện về Abraham, tổ phụ của chúng ta. Ông đã minh chứng niềm tin của mình bằng việc sẵn sàng sát tế người con duy nhất để dâng cho Thiên Chúa, nên Thiên Chúa kể ông là người công chính và thi ân giáng phúc trên ông và dòng dõi của ông. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriza mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ,
các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đằng kia. Chúng tôi làm việc thờ phượng rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, đặt lên vai Isaac con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham: Cha. Ông Abraham đáp: Cha đây con. Cậu nói: Có lửa, có củi đây, còn chiên để lại lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp: Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con à. Rồi cả hai cùng đi. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa Sẽ Liệu. Bởi đó, bây giờ có câu: Trên núi Đức Chúa Sẽ Liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Cho con uống, chính Ngài đã nắm giữ vênh mạng con rồi. Con chẳng hề nao núng khi có Ngài ở bên. Lạy Chúa, xin bảo con khi con tìm được tựa Chúa. Lạy Chúa, xin bảo con khi con tìm được tựa Ngài. Cõi lòng tràn vui mừng hân hoan khôn xiết, và hồn xác nghỉ ngơi bình an trong Chúa. Chúa chẳng đành bỏ con dập vùi trong ngục, không để kẻ trung hiếu hư nát trong mộ sâu. Con tìm được tựa Chúa. Lạy Chúa, xin bảo con
sẽ dạy con đường tìm về cõi sống, được diện kiến thần nhan lòng con vui sướng. Có Ngài hằng ở bên tràn trề hoan lạc, con thọa niềm mơ ước vui sống trong hồng ân. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông Abraham trở thành cha chung các dân tộc, và nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp hoàn khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử, khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập, cánh tay Thiên Chúa đã che chở bảo vệ dân khỏi tay vua Ai Cập cùng quân đội của vua, cho dân Chúa đi vào giữa lòng biển khô cạn. Qua đó, Thiên Chúa tỏ rõ quyền năng trên mọi thế lực trần gian. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Xuất Hành: Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập đến sau lưng thì kinh hãi, lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: Có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập chai ra đá, chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia tỏa mây mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sát lại gần nhau được. Ông Mô-xe giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới đi di chuyển nổi. Quân Ai Cập bỏ nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu lại để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển.
Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập đang trốn chạy giữa lòng biển, nước ập xuống vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharao đã theo dân Israel đi vào lòng biển, không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel khỏi quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên biển, Israel thấy Đức Chúa ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê, tôi trung của người. Bấy giờ ông Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, Sư Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay, Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp toàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cao cả Chúa,
Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mời cộng đoàn ngồi. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người. Bởi đã được dìm vào trong sự chết với Người, nên nay chúng ta sống là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Thánh Phaolô xác tín như thế qua bài thánh thư sau đây. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã được nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn gì quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay đã sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây chúng ta cùng với chủ tế hát Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này, xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi.
đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội chính thống có một truyền thống rất ý nghĩa về lễ phục sinh. Sau thánh lễ, mỗi người được phát cho một cái trứng gà đã được làm phép, rồi đến chúc mừng cho nhau, mừng lễ cho nhau đó. Và khi đến một chúc mừng lễ cho nhau thì người ta đập cái vỏ trứng ra và nói: Đức Kitô đã sống lại. Người khác cũng đập cái trứng và đáp lại: quả thật Đức Kitô đã sống lại. Cái tập tục này năm nay các em thiếu nhi trong giáo xứ Tân Thế Sơn mảy mai sẽ làm cái công việc này, nhắc cho các em cái ý nghĩa của cái việc này. Cái trứng nó có vỡ ra thì con gà mới có thể chào đời được. Anh chị em có đồng ý cái điều đó không? Chắc chắn là như vậy. Cũng thế, ngôi mộ có mở ra, Đức Kitô mới sống lại từ cõi chết. Trước khi đập cái vỏ trứng để chào đời, con gà đã phải ngủ vùi trong cái trứng. Cũng thế, Đức Kitô đã bị chôn vùi trong mộ 3 ngày thì mới phục sinh. Thưa anh chị em, mà nhập phục sinh của Đức Kitô gắn liền với cái chết. Có chịu treo trên thập giá, có chịu mai táng trong mộ, Đức Kitô mới có thể chiến thắng sự chết và sống lại. Đó cũng là một định luật sống và hy vọng của người Kitô chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó mới nảy mầm và sinh nhiều bông hạt. Trong đêm linh thánh này, chúng ta chỉ có thể dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết. Lạy Chúa, đêm nay con nhắm nhìn ngôi mộ trống của Chúa. Không có gì buồn thảm bằng khi nhìn một ngôi mộ trống vắng. Tự nhiên con muốn thốt lên: thật là một mất mát phi lý. Con nhìn lại cuộc sống của con, tất cả chỉ là một đổ vỡ ê chề. Con muốn kêu lên giữa cơn thất vọng tha thiết, nhưng con chợt nhớ rằng ngôi mộ trống vắng của Chúa là dấu chỉ của một cuộc toàn thắng vĩ đại. Chúa đã sống lại, mất mát đã trở thành dấu chỉ của thắng lợi, thua thiệt đã trở thành khởi đầu của vinh quang. Xin Chúa ban cho con niềm hy vọng phục sinh để con biết nhận ra ánh sáng sự sống ngay cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời. Và với tâm tình như thế, chúng tôi xin cầu chúc cho quý ông bà anh chị em một mùa phục sinh tràn đầy hồng ân của Chúa, tràn đầy niềm vui và bình an.
Kính mời cộng đoàn đứng và chúng ta đốt nến trên tay. Xin tắt quạt. Xin chuyển đến lên tầng lầu và dưới tầng hầm tầng hoa viên. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta bước vào phần phụng vụ phép rửa. Cử hành phụng vụ này vừa mời gọi chúng ta dấn thân sống tích cực hồng ân thanh tẩy qua việc lập lại những cam kết và tuyên xưng khi chịu phép rửa tội, đồng thời gợi lên ý thức sống động về tình liên đới với những người tân tòng. Sau đây, chủ tế sẽ đọc lời mời gọi và lời nguyện làm phép nước. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thánh hóa nước này, để những ai nhờ nước này mà được tái sinh cũng được hợp đoàn với con cái Chúa trong Đức Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhầm lời chúng con và thánh hóa nước và thánh hóa đất này do chính Chúa đã dựng lên để làm cho ruộng đất vì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên ký cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, chúng con xin rải nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận. Xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, toàn thể cộng đoàn chúng ta sẽ lặp lại những lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Anh chị em thân mến, nhờ một nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Vì thế, giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Vậy, để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để còn làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Từ bỏ.
Anh chị em cứ từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ có chết sống lại và đang ở bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội Thánh Thiền và Công Giáo, tin bảo nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin sắp phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Tôi đã thấy nương từ bên phải đến thờ chạy ra. Alleluia. Con được thấy chạy đến những người vì tất cả đều được từ tôi và nhéo lên. Alleluia.
Kính mời cộng đoàn tắt nến. Sau đây chúng ta sẽ dâng lời nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh Tuyên Xưng Đức Kitô sống lại, mở đường cho nhân loại tiến vào thiên quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin. Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối trần gian. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn được đứng phục sinh chiếu soi, để các ngài khôn ngoan dẫn dắt dân thánh bước đi trong sự thật và tình yêu mà tiến về quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Mừng vui lên hỡi khắp biển dương thế, bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang. Xin cho toàn thể dân thánh được tràn đầy sự sống mới của Đức Kitô phục sinh, hân hoan hiến mình trong yêu thương để thắp sáng niềm vui cứu độ giữa lòng nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời, đẩy lui bóng tối tâm tội lỗi. Xin cho những ai đã bỏ đường tội lỗi mà bước đi trong ánh sáng phục sinh, luôn hiên ngang sống đức tin và nên nhân chứng sống động của Chúa trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Nửa này tháp tuy thắp ra thành nhiều ngọn, nhưng ánh sáng vẫn không hề suy giảm. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng Đức Kitô, để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa và làm cho niềm vui phục sinh lan tỏa đến nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Xin cho cuộc đời chúng con được đổi mới trong mầu nhiệm vượt qua, để chúng con trở nên những nhân chứng mang niềm vui và hy vọng của đấng phục sinh đến cho nhân loại, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Con sớm mong
anh chị em hãy cầu nguyện cho y lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến Chúa để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, trọng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, khi tự nguyện đọc biển chiêu cố hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra, và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị đọc gì khác không. Cùng một tế thức ấy, sau vừa ăn tôi, người cầm lấy chén, không tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đã chiên, Chúa chịu chiên và tin xưng Chúa sống lại. Cho tôi vì Chúa lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con
dâng lên Chúa, đấng trường sinh và đấng cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng tên hầu thần sức tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi công phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha Giuse giám quản giáo phận chúng con, Đức cha Louis, Đức hồng y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong thánh lễ ngày hôm nay, xin Chúa cũng đặc biệt nhớ đến toàn thể giáo xứ của chúng con. Xin đổ tràn ơn thánh xuống cho cha sở của chúng con, gia phó Giuse Maria, thầy San Fonso, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà anh chị em. Đặc biệt xin Chúa cũng thương đến cha giáo của chúng con, Gia-rô-cô. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống cho ngài, gìn giữ ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin che thay độc hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: khỏi mọi sự dữ, xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin vui thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa. Cho muôn người được cứu độ.
Trần hoàn mừng vui trong muôn câu ca chúc tụng. Cảm ơn hồng ân Chúa đã ban cho nhân trần một cuộc đời mới đầy tình Chúa luôn gắn bó, dìu dắt muôn người đi trên đường đầy thánh ân. Alleluia, 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 dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con, Chúa cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa, tôi và tất cả các cha cũng xin gửi tới tất cả quý ông bà anh chị em một lời chúc mừng lễ phục sinh tràn đầy niềm vui và bình an. Những lời chúc mừng này nó còn nặng ký hơn là những lời chúc mừng đêm Giáng sinh ấy nha, bởi vì lễ trọng nhất rồi tính là lễ phục sinh. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một Ngài, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Người. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Hước chi nhờ ơn Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Hước chi giờ đây, nhờ sông ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với Người trong nước trời. Và xin thiên phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Alleluia, Alleluia. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia.
chúng con trong cậy đức thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian.